Năm 2023, nhiều trường đại học trên cả nước mở thêm các ngành đào tạo mới nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, trong đó có Học viện Ngân hàng. Năm 2023, Học viện Ngân hàng mở thêm 4 ngành học mới giúp tăng cơ hội cho các thí sinh, nâng số chỉ tiêu tuyển sinh lên 3.300 sinh viên. Điểm mới năm nay đó là Học viện Ngân hàng đưa vào tuyển sinh thêm 4 chương trình đào tạo mới, bao gồm chương trình đào tạo về ngân hàng số, về công nghệ tài chính fintech, về logistics và lý chuỗi cung ứng và về quản trị du lịch. Trước khi mở thì chúng tôi đánh giá nhu cầu các bên liên quan như là về nhà tuyển dụng này, về cựu sinh viên này, các tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp này, các chuyên gia phỏng vấn, cũng như đánh giá chiến lược phát triển của xã hội này, của ngành ngân hàng. Từ đó đưa ra nhận định về nhu cầu của nhân lực chất lượng cao trong những năm tới như thế nào. Theo tiến sĩ Trần Mạnh Hà, các thí sinh sẽ có những băn khoăn nhất định khi chưa có nhiều thông tin tới các ngành học mới, đặc biệt về mức điểm chuẩn. Tuy nhiên, học sinh hoàn toàn có thể tham khảo mức điểm chuẩn của các ngành khác của học viện để lấy làm cơ sở khi đăng ký nguyện vọng. Đúng là các ngành tuyển sinh mới thì điểm chuẩn các năm trước là chúng ta chưa có. Nhưng một đặc điểm có thể nói là hơi riêng có với ngân hàng, đó là điểm chuẩn giữa các chương trình là tương đối sát nhau. Như vậy thì các thí sinh có thể căn cứ vào điểm chuẩn mặt bằng chung điểm chuẩn của việc ngân hàng trong năm ngoái để tham khảo cho các ngành mới của năm nay. Và nhìn chung các ngành mới năm nay cũng nhận được sự quan tâm lớn, nên tôi nghĩ rằng là mức điểm chuẩn cũng sẽ ở mức tương đối so với các ngành khác của học viện. Ví dụ khi tham khảo chương trình ngân hàng số, các bạn hãy tham khảo chương trình và điểm trúng tuyển của ngành ngân hàng năm 2022 để có một cái mức tham chiếu cho mình. Mới đây, Học viện Ngân hàng cũng công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm với 4 ngành học mới, trong đó mức điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ ở mức tương đối cao, trong đó ngành ngân hàng số, công nghệ tài chính, logistics và quản lý chuỗi cung ứng lấy 29,8 điểm và ngành quản trị du lịch lấy 29 điểm.